Thì cái bản 1.5 thì tổng quan ấy, nó là một cái bản nâng cấp của Kling AI, nó giúp chúng ta là sử dụng cái tính năng áp ảnh lên và biến thành video nó được chất lượng hơn, nhưng chuyển động phức tạp hơn, là bám sát form hơn. Còn cái motion burst thì nó sẽ cho phép chúng ta là chọn vào cái vật thể ở trong bức ảnh ạ và vẽ cho nó một cái hướng chuyển động. Chúng ta sẽ test thì cái tính năng motion burst đi. Thì cái tính năng motion burst này nhá, chúng ta không thể dùng được với cái bản 1.5 là bản mới, mà chúng ta vẫn phải dùng với bản 1.0 thôi, image to video. Mình sẽ giải thích cho mọi người xem là cái tính năng này nó hoạt động như nào nhá. Đây, mình sẽ có một cái tấm ảnh như thế này đúng không? Ở kéo xuống dưới này, chúng ta sẽ có cái motion burst. Đó, chúng ta sẽ bấm sang cái phần Kling 1.0 này thì chúng ta mới mở nó ra được. Đây là có cái chỗ là dark motion này, chúng ta ấn vào nó. Thì cái này nó đơn giản là chúng ta có thể là điều chỉnh từng cái vật thể ở trong video nó chuyển động như thế nào theo ý của chúng ta. Đó, thì ở cái phần area này thì chúng ta có 1, 2, 4, 5, 6 cái area. Đấy, tối đa là chúng ta được chọn 6 cái vật thể ở trong một cái hình ảnh. Đầu tiên, chúng ta chọn vào cái vòng đầu tiên này và chúng ta vẽ vào cái vật thể mà chúng ta muốn nó chuyển động ha. Đây, mình sẽ muốn cái cục xà phòng này nó chuyển động thì mình sẽ vẽ vào nó. Chúng ta có thể tăng cái size của cái này lên để vẽ cho nó nhanh ha. Đó. Rồi. Tiếp theo ở phần track. Phần track này sẽ là nơi chúng ta có thể vẽ được cái chuyển động của cục xà phòng này. Bây giờ mình muốn nó chuyển động lên trên thì mình sẽ bấm sang phần track này. Sau đó mình sẽ vẽ một cái đường thẳng lên như thế này. Đó. Thì buông chuột ra thì nó sẽ có một cái mũi tên đi lên. Tức là nó đang hiểu là mình sẽ muốn cục xà phòng này nó trôi lên trên. Đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thử đến cái vùng thứ hai nhá. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái vật thể thứ hai. Ví dụ như mình muốn cái viên này nó rơi xuống đất hoặc là nó chuyển sang bên phải một tí thì sao? Thì mình sẽ chọn vào cái area 2 này. Sau đó mình vẽ vào trong cái hình này. Đó. Rồi, chuyển động của chúng ta là mình sẽ muốn nó rơi xuống một tí thì mình sẽ bấm vào cái check 2 này. Và mình sẽ vẽ một cái mũi tên vòng xuống như thế này. Mình buông chuột ra là nó sẽ có hình xuống. Rất là thú vị ha. Rồi bây giờ cái bông hoa này mình muốn nó chuyển động sang bên trái một tí đi thì mình lại vẽ vào cái này, chọn vào area 3. Xong mình ấn vào cái check 3 và mình vẽ cái mũi tên xuống như thế này. Đó, thế là cách cái tính năng này nó hoạt động ha. Ngoài ra là có một cái tính năng nữa, đó là static area. Thì xíu nữa mình sẽ test với cái hình thứ hai cho mọi người hiểu hơn ha. Giờ mình sẽ ấn confirm. Đấy là bây giờ nó sẽ chuyển động, nó sẽ bắt đầu hiện lên ba cái này. Chúng ta có thể vào đây chúng ta check lại. Bây giờ mình sẽ nhập prompt ha. Thì với cái prompt này mình sẽ vào Google dịch thôi. Cục xà phòng trên những bông hoa kiểu đấy. Rồi chúng ta copy cái này, chúng ta vứt vào đây. Sau đó chúng ta cho một cái chuyển động camera nữa ở đằng sau. Thì mình sẽ muốn camera nó chuyển động sang bên phải một tí thì mình sẽ dùng cái camera pan right ha. Ok. Rồi, camera pan right. Ok, rồi. Mình kéo cái này lên một chút. Thường là sẽ là 0.8. Và mình sẽ bấm vào professional mode và mình sẽ tạo một lúc hai cái video luôn. Ở đây thì mình sẽ thêm cái negative prompt ha. Không hiện bộ. Rồi ok, mình sẽ thêm cái negative prompt vào đây. Generate theo như cái hình mà chúng ta vẽ đây. Đó, chúng ta vẽ chuyển động cho hai cái này. Thì riêng cái hạt này thì có vẻ như là nó không logic lắm cho nên nó không có chuyển động. Hoặc là cái này nó đang hạn chế là chỉ có hai vật thể chuyển động cùng lúc trong ảnh thôi thì phải. Thế nên là nó chuyển động được cái bông hoa sang bên trái và cái miếng xà phòng bay lên trên. Còn cái hạt này thì mình thấy nó chưa chuyển động lắm. Xem hết video xem nó có chuyển động không. Không có gì. Đây là cái video thứ hai này. Đó. Thì các bạn có thể thấy là nó hoạt động cũng khá ổn đúng không? Chọn được đúng cái vật thể mà chúng ta muốn chuyển động ở trong video, trong cái hình ảnh của chúng ta. Là một cái tính năng cũng khá là hợp lý. Mà cái ảnh này là ảnh mình test thì nó đang bị cái vấn đề đó là cả hai nhân vật là con sói và mình thì đều nhìn sang một góc. Thì bây giờ trong cái trường hợp mà mình chỉ muốn là con sói nhìn sang một góc thôi, mình thì không chuyển động, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Mình sẽ dùng motion burst ha. Và mình sẽ chọn vào cái static area này và mình bôi vào vật thể là mình, bởi vì mình không muốn là cái
nhân vật của mình chuyển động mà đúng không? Mình sẽ cho cái size nó to lên, thật to lên để vẽ cho nó dễ ha. Rồi. Ok. Rồi. Mà mình sẽ chỉ một con sói ấy, nó quay đầu nó nhìn sang bên trái thôi. Thế mình sẽ chọn vào con sói. Đó. Chọn vào cái đầu con sói này. Và mình sẽ chọn cái check này. Mình sẽ vẽ nó sang bên này. Đấy. Confirm. Thế bật cái negative prompt lên. Rồi sau đó thì mình sẽ generate thôi. Đấy. Thì có thể thấy là khi mà chúng ta chạy xong ấy thì đầu con sói nó sẽ nghiêng sang bên trái. Còn người thì không chuyển động luôn, chỉ có mắt là chuyển động thôi. Thì đấy là cái cách mà cái static area nó hoạt động ha. Thì cái này sẽ áp dụng rất là tốt trong cái việc mà chúng ta chọn đúng được cái vật thể trong video mà chúng ta muốn chuyển động. Khi mọi người bấm vào đây thì mọi người có thể chọn được cái tính năng đó là Cling 1.5 đó. Thì ở đây có một cái ảnh mình up lên và có một chuyển động mà mình phải rendi đi rendi lại đến 6 7 lần mình mới được như cái ý muốn đó. Thì bây giờ mình sẽ thử xem là liệu là với cái bản 1.5 này thì nó có thể là một phát POM ăn được luôn không, như cái mình cần không. Thì đây là mình cần đó là cái có một tia laser bắn ra từ tay đấy, và camera thì mình để là đứng yên ha. Vậy mình sẽ thử với bản 1.5 Pro để xem là nó có bám sát cái POM của mình hơn không. Cái motion burst nha, thì với bản 1.5 thì nó sẽ không sử dụng được. Và cái bản 1.5 thì chúng ta cũng không thể thêm được cái ảnh thứ hai, tức là cái end frame ấy. Đấy, thì các bạn nhớ là bản 1.5 thì nó sẽ bị hai cái vấn đề đấy ha. Ở đây chúng ta vẫn có standard mode với bản free và professional mode với bản trả phí thôi, thì mình sẽ dùng luôn cái bản professional mode nha. Xem thế nào. Và có một cái hay nữa là bây giờ kênh cho phép chúng ta tạo 2 đến 3 cái video thay vì một cái video mỗi lần. Tuy nhiên là tất nhiên rồi, tạo thêm thì nó sẽ mất thêm credit thôi. Không có gì cả. Đấy, mình sẽ chọn một phát ba cái luôn xem là nó như thế nào ha. Negative bond thì mình vẫn sẽ để chỗ này thôi. Rồi, mình sẽ ấn thử chạy thử ha. Là cái tính năng này nó mới ra mắt, nhiều người test nên là rất là lâu. Nãy giờ phải 3 4 phút rồi nó vẫn chưa xong mọi người ạ. Còn cái bản King 1.5 thì dùng khá là lâu và có bắn tia laser, nhưng mà thay vì bắn ở trong tay thì nó lại bắn ra từ ngực. Đấy, không ổn lắm. Cái video thứ hai này cũng bắn ở trên tay nhưng mà nó không bắn thẳng ra mà bắn nghiêng. Rồi, video thứ ba thì nó bắn cả hai tay luôn. Ok. Thì mình thấy là nó cũng bình thường thôi, không có gì gọi là quá là căng thẳng cả. Không có kịch trần phấp phới gọi là đỉnh đỉnh cấp đâu ha, bình thường.